Hiện tại vừa sửa xong một khoảng vang Shiso. Em này là model là VS710 này. Hiện tượng sản phẩm này dính lỗi liên quan đến về bị mất tín hiệu nhạc nhé. Tức là chúng ta cấp tín hiệu vào phần nhạc đường AV này. Đường quang thì bình thường nhưng mà đường AV nhá thì nó không đưa vào luôn. Cái phần đèn input này nó không nháy này. Đây để mình chuyển về AV này. Đó. Nó đã nhận nhé. Hiện tại thì mình lại không có máy để test nhạc nên là mình đây. Kích tay. Ta đưa kích tay này vào nhá. Để ta cắm tín hiệu nhạc vào đường AV này này, nó phải chớp cái đèn kiểu cái phần music này lên nhá thì nó mới có tiếng nhạc ra. Còn nếu như mà nó không chớp ấy thì sẽ không có tiếng nhạc ra đâu, bởi vì hai cái phần cột báo đèn mic music là đèn báo tín hiệu input này. Đó, nó chớp ở đây thì mới tức là tín hiệu input mới đưa vào được vang rồi nhá. Một phần mic này, đây này. Cái phần mic ở bên này ấy thì là chúng ta cả nhạc và mic ấy, chúng ta giảm cái phần này về không tất này. Đó, về không tất nhá thì bên này nó vẫn chớp theo một mức tùy theo ra đưa gain âm lượng vào to hay nhỏ thôi. Vì đây là chỉ là đèn báo input thôi. Main body sau khi xử lý xong thì vệ sinh sạch. Vệ sinh sạch đẹp nhá. Đã nhận tín hiệu mà là ok. Đó, chúng ta có những cái jack Bali chúng ta cắm vào điện thoại. Kích tay và nó cũng tất cả các thiết bị âm thanh. Khi chúng ta sờ tay tương đương với là tín hiệu là chúng ta kích cái đường mát và phần input này thì nó sẽ ù lên. Mình kích vào mic này. Mọi người cần xử lý hiện tượng lỗi ấy, bị mất tín hiệu đường nhạc vào phần AV nhá trên model VS710. Đó thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình theo số máy là 0979 486 059 hoặc là 0868 599964 nhà để gặp trực tiếp nhân viên. Dòng này mình xử hỗ trợ phí bảo hành hàng mới hàng bãi rất là nhiều nên là về các cái linh phụ kiện thay thế thì luôn luôn có sẵn. Đó, chính vì thế là các cái máy khi tiếp nhận về làm rất là nhanh. Đó. Và những ai mà chưa đăng ký kênh, mọi người xem được video này thì có thể bấm đăng ký kênh và hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông báo để thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đăng tải lên hàng ngày mọi người nhé. Anh em thợ làm nghề sửa mà cần mua các linh phụ kiện trên con máy này mình cũng sẽ có để cung cấp cho. Linh kiện đều là linh kiện mới chính hãng.